Chào anh ba con ha. Hôm nay bên salon em vừa về một con Mazda 3 đời 2019, xe bản cao cấp nha anh em, số tự động đời 2019, chạy ở đô đúng 21.000, năm cái vỏ rin theo xe mới tinh luôn, bao không tua rã đồng hồ ha. Nếu mà tua rã đồng hồ là 8 triệu hết nha. Mazda 3 màu đỏ quá đẹp, sơn rin bên ngoài thì còn trên 90% nha anh em. Xe này thì không có gì để phải bàn cãi nữa hết ha, chỉ coi mình có thích cái màu hay không thôi. Biển số là 61A62634. Xe thì được sở hữu màu đỏ đỏ mặn rất là đẹp. Xe này thì hiện nay mà nếu mà lăn bánh á, hoàn chỉnh luôn là khoảng 750 nha anh em. Này bên Tâm đang bán với một cái mức giá hết sức là hợp lý là 605 triệu ha. Đồ chơi full hết rồi nha anh em. Để cho anh em mà con là 605 triệu cho con Mazda 3 đời cuối 2019, một chủ mua mới từ đầu. Góc số Bình Dương, bản full nha anh em. Cuối 2019 chút nữa Tâm sẽ cho anh em coi cái sổ đăng kiểm luôn ha. Đây nè, năm sản xuất là 2019 ha, vỏ dép nè mới tinh luôn, cái vỏ heo xe mà mấy cái lông vỏ chưa rụng luôn, thì bán bao cho anh em bà con là đúng đồng hồ ha, không tua trả đồng hồ nha anh em. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 2021, xe này đăng kiểm là 18 tháng, lần đầu tiên là 2 năm, xong rồi từ cái lần đầu tiên đó là bắt đầu cứ 18 tháng mãi mãi luôn cho tới 10 năm sau nha anh em. Biển số 61A62634, màu đỏ mặn rất là đẹp, bản full ha, có đèn sử dụng là đèn bi mắt ngọc nha, riêng theo hãng luôn nha anh em. Nè đèn bi nè, tối cực kỳ sáng luôn, và có đèn bóng thường và đèn bi xi nhan nè, kết hợp xi nhan dưới luôn ha, led luôn. Đây là hai cái mắt bi nữa nè. Nói chung là một cái sản phẩm quá là tuyệt vời. Thì anh em cứ nghĩ đi, cái xe mà chạy 21.000 km thì có khác gì đâu mà xe mới đâu ha, chẳng cũng như là nó mới vừa đang rô đai á. Vỏ dép thì nó mới tinh luôn, thắng đĩa ABS, túi khí an toàn. Xe này mấy túi khí anh Cường? 4 túi khí hả? Đây anh em nhìn nè, để chúng ta coi xe này mấy túi khí Tâm sẽ view luôn cho anh em ha. Thắng đĩa ABS ha, 4 bánh luôn ha, 4 bánh ABS luôn. Đây anh em nhìn nha, như mới luôn, gương gập điện và chỉnh điện, khởi động startup, nói chung là bản full ha, bản full nha anh em. Cái này chắc cũng không có gì để phải mô tả đâu, chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài thôi, có đẹp hay không thôi, chứ còn mà để nói về có lỗi không có lỗi là bao nha. Xe này nếu có lỗi tặng xe luôn chứ khỏi bán nữa nha anh em, nó như mới luôn mà, đâu có nói về vấn đề lỗi phải hả. Vỏ mới, vỏ rin theo xe mới tinh, gương chỉnh điện và gập điện kết hợp xi nhan trên gương, bản full nha anh em. Xe này giờ lăn bánh nó cũng phải 700 mấy ha, giờ Tâm bán cho anh em bà con là 605 triệu nha, rất là mới ha, mới len ken xà beng luôn nha. Đây nè, nè cái chỉ của cái tấp bi này mà nó còn mới vậy luôn nè anh em, không nói chung là xe mới đến 97% rồi không. Nội thất là ghế da rin nha, cái những cái thông số mà đời mới này là nó sử dụng là nút là nhiều ha anh em nè. Đây là cái nút chỉnh nhạc ha, và đây là nút máy lạnh auto không, tự động hết, số tự động nha, nhìn nó rất là sang nha anh em. Hộp chứa đồ đựng ly nước đâu ha, nội thất rộng rãi thoải mái. Xe này thì cái nội thất nó rất là rộng ha anh em, nhìn nha, tem Mazda sản xuất năm 2019, ở trong đây nói chung là nhìn nó như mới luôn, 7 màu chiếu trang luôn ha. Thì tóm lại là nó còn khoảng trên 95%, rất là mới anh em nhìn nha. Mấy cái chỉ nè, thấy không, mấy tấp bi nè, nếu mà anh em mua xe này thì nó rẻ hơn được khoảng 150 triệu ha, 150 triệu thì tương đương với khoảng được gần 30% ha, bởi vì xe mới là 750, xe này giờ chỉ còn 605 triệu thôi, bao ký giấy hoặc là hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em bà con luôn, thì nó rẻ tương đương khoảng 150 triệu thì gần được 30% ha, rẻ được 20 mấy%, nhưng mà chất lượng thì y thinh luôn ha. Cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là đồ chơi đã full hết rồi,
Nếu mua xe mới là chưa có vô đồ chơi, còn xe này vô đồ chơi ha. Màn hình nè, rồi cam hành trình trước sau luôn nha. Ghế bọc da, phim cách nhiệt. Đủ đồ ha, sổ bảo hành bảo hiểm đầy đủ ha. Nó như là xe mới luôn, không có gì để mô tả nữa nha anh em. Đó. Cái quan trọng là anh em có thích cái màu hay không thôi, cứ còn xe thì khỏi chơi ha. Keo chỉ lồng về, mới len ken xà beng luôn, quá đẹp. Để anh em nhìn nha, keo cốp sau quá mới. Để anh em nhìn áo che mưa, đồ che, áo che đồ còn đầy đủ nha anh em, đồ nghề đây ha. Bánh xe cua nè, bánh xe cua này hình như chạm đất một lần ha, hay chưa luôn ha, chưa luôn, bánh xe cua này chưa hạ luôn em, mới len ken luôn, đồ ngời đồ nghiếc rồi, đủ hết. Nói chung là một con xe hoàn hảo ha, dùng từ đó đi cho mình dễ đánh giá ha, xe rất là hoàn hảo nha. Xe này thì không có gì để mô tả nữa thôi, chỉ có quan trọng là anh em có thích cái màu hay không thôi ha. Để mình cho anh em coi nha. Đây là cái cửa bên bên tài nè. Đây là bấm lóc cửa và mở cửa ha. Đây là gương chỉnh điện ha. Đây là gập điện nè anh em, dặn hết qua đây là gập điện nè. Đó, gương gập điện. Hay không? Dặn lên đây là mở gương tự mở. Cái nút này nè nha anh em. Đó, nó có cái biểu tượng nè, gập điện nè. Bên L là chỉnh gương bên tài và R là chỉnh gương bên phụ, lên xuống qua lại. Lắp cửa mở cửa ha, auto là bấm kính tự động nha. Xe thì nói chung là Tâm cũng không biết mô tả như thế nào luôn, nhưng mà cái xe này hầu như là nó khoảng 97% so với xe mới, bởi vì xe mới là chưa có lăn bánh, còn xe này đã lăn bánh và đổ xăng rồi. Nó chạy đúng 21.000 km, tính ra thì nếu mà mức độ mà thay nhớt thì chắc thay được 3 lần nhớt hay 4 lần nhớt gì thôi ha, thì 5.000 cây số mới thay một lon nhớt, thì tính ra chắc thay chừng 4 lon nhớt thôi, vừa mới hết rô đai, chưa hết rô đai nữa. Anh em mua con xe này về thì nó rẻ được 30% giá trị, nhưng mà chất lượng nó thì nó tương đương xe mới và được cái full đồ chơi hết rồi. Đây những công tắc đồ nè, bảng đủ thì nó kích hợp qua lăng nè, gương chỉnh điện và gập điện nè, túi khí an toàn, thắng ABS, số tự động, tất cả các tính năng là nó có hết trên chiếc xe này rồi nha anh em. Và cửa nóc luôn nha. Đây là cam hành trình, rồi cam trước cam sau nè, màn hình này là màn hình VIP luôn ha, màn hình bo bự luôn, màn hình này mười mấy triệu nha anh em. Và đây là cửa nóc nha, đây anh em nhìn ha, bản full mới có nha, cửa nóc số tự động, cuối 2019, một chủ mua mới từ đầu, odo đúng 21.165 không, thì nếu mà nói về mức độ mới thì nó quá mới rồi, không còn gì để bàn cãi hết. Trần thì 5D rất là sang, và lót sàn 5D luôn, trần 5D lót sàn 5D. Nói chung là đồ chơi đã được full hết rồi. Túi khí an toàn nè anh em. Đây là túi khí an toàn nè. Không. Và đây túi khí an toàn nè. Đây túi khí an toàn nè. Đây túi khí nè. Đó anh em thấy không? Không. Túi khí là nó có cái chữ á, đây túi khí nè, không, đó đủ đồ chơi, đủ túi khí luôn ha, đây túi khí nè, là xe này nó có gồm có 5 túi khí nha anh em, 5 túi khí an toàn ha, cho người phụ và người lái luôn, và ghế sau luôn, anh em nhìn nha, quá mới. Anh em nhìn hai cái hốc cửa nè, không nè, như những cái này là lúc mua mới nó đâu có đâu, mình về mình trang trí hết á, lúc mua trong hãng ra không có đó, còn cái này là theo xe là dĩ nhiên rồi. Ghế da là rin luôn, không, ghế da rin chưa có bọc bạch gì lại hết, vậy là đúng của xe đó. Nhưng mà những cái bệ bước nè, rồi phim cách nhiệt nè, rồi màn hình nè, cam hành trình trước sau nè, cái đó là tất cả là mình gắn thêm hết, chứ xe mua mới là không có nha anh em.
đồ chơi không, là bữa hả chủ xe nói là đồ chơi xe này vô là hết 30 triệu á. Thì chủ xe mua xe này lăn bánh là 750 triệu, vô đồ chơi 30 triệu nữa là 780 triệu, giờ bán 605 triệu, tương đương với lỗ hết nhiêu không, lỗ gần 200 triệu ha. Thì mình mua xe này về thì mình sẽ không có bị lỗ nữa, bởi vì người mua đã chịu chịu cái mức lỗ lã rồi. Bởi vì cái xe nó chỉ có 700 mấy thôi mà lỗ 200 là nhiều lắm rồi không. Với cái xe mà ví dụ mà 1 tỷ tư là nhân ra lỗ 400 thì lỗ rất là nhiều. Xe này 700 mấy lỗ 200 là đúng rồi, 200 là tương đương với 30% đó anh em. Xe này người người chủ xe đã chịu chịu tiền lỗ hết 30% rồi, mình mua là mình hưởng lợi thôi. Quá mới, quá ken. Ồ, cái phí đường bộ hết rồi kìa anh ơi. Tháng 6 á, cái đó bao cho người ta luôn ha. Bao phí đường bộ cho luôn. Bao phí đường bộ, bao đăng kiểm mới cho anh em bà con luôn nha. Bởi vì xe này bao phí đường bộ cho anh em mới luôn. Keo chỉ full luôn ha, chưa mở ha. Thường là vô hãng á, bảo trì là nó hay mở mấy ốc này ra, nhưng mà xe này chưa đụng đậy gì hết, một con ốc nào cũng chưa mở hết nha anh em. Bao luôn, như mới mà có gì đâu mà mở ha. Quá mới. Ắc quy khô nha, chỉ quơ sơ lược cho anh em thôi, bao gin nha, nếu lỗi tặng xe luôn, khỏi cần phải mô tả. Chưa mở còn một con ốc nào hết, cái máy nó im hầu như là chỉ nghe cái tiếng sẹt sẹt của dây cu-ro thôi chứ không có nghe một cái tiếng máy nổ luôn anh em ạ. Xe ta đậu đi, đụng đá. Quá đẹp, 21.000 km thì anh em cũng có thể tưởng tượng được ha, mới thay khoảng chừng 3 đến 4 bình nhớt thôi, vừa mới hết rô đai hoặc là đang rô đai nữa không chừng không. Nói chung là một cái xe mới hoàn hảo, không có điểm gì để mà mô tả ha. Anh em nhìn nha, chiếc xe mua trong hãng thì về gắn thêm đồ thôi chứ không có độ chế, không có tháo gỡ, không có gì hết, chỉ thêm thôi không. Đó, ví dụ như thêm màn hình nè, thêm cam hành trình trước sau nè, rồi dán phim cách nhiệt nè, gắn những bệ bước nè, đồ chơi đầu tư vô hết 30 triệu. Thì bây giờ anh em mua về chỉ việc hưởng thôi, chính chủ công chứng, mua bán ủy quyền, rút hồ sơ sang tên gì là ok, number one hết, nó len ken xà beng luôn đó. Cái gầm thì sình lầy nó phải chịu rồi ha anh em ha, quá len ken. Vỏ dép mới mới ten nè anh em thấy không, 21.000. Nếu mà anh em đi vô hãng tua xe này, kiểm tra xe này mà tua đồng hồ là tặng xe luôn nha. Đây là gắn một cái miếng inox luôn, rất là sang, rất là đẹp. Gắn cái body luôn, body quá đẹp. 605 triệu nha anh em, 605 triệu là giá chốt cho con Mazda 3 đời cuối 2019. Đẹp như mới, trên 95% giá trị thực tế. 95 đến 97% so với xe mới. 605 triệu, anh em bà con mà kết nối yêu thương thì gọi ngay cho Tâm theo số điện thoại là 0917215512 nhé. Đến địa chỉ là Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương để xem xe. Chiếc xe hết sức là hoàn hảo đến mức độ là trên 95%. Nó chỉ khác xe mới là đã lăn bánh trên đường thôi, chứ còn em thấy nó đẹp hoàn hảo, quá tuyệt vời, quá mới luôn. Thì anh em bà con mà có cần mua con xe này thì hãy gọi cho Tâm ha. Và đến địa chỉ là Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương để xem xe nha. Anh chị em bà con chỉ cần cọc 5 triệu đến 10 triệu thôi, bất cứ ở đâu Tâm cũng giao xe được hết, trong cả nước Việt Nam này luôn nha. Tâm sẽ giao xe tận tới nhà cho anh em bà con luôn. Xong anh em bà con test xe, nếu mà thấy ok đúng với cái lời Tâm tả thì hãy xuống tiền, còn nếu không đúng thì Tâm sẽ đem xe về cho anh em bà con, chứ không có để anh em bà con cảm thấy khó xử hay là ái ngại gì hết nha. Tâm xin kết thúc video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em bà con. Mazda 3 đời 2019, ở đồ đúng 21.000 km, không tua trả đồng hồ, mới đến 97%. Nếu sai Tâm chịu hết, anh em bà con lưu ý nha, nếu mà sai, Tâm tả sai Tâm chịu hết, thì bao cho anh em bà con xe hoàn hảo như mới luôn nha. Tâm xin kết thúc video đây và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em bà con ạ.